Cô gái châu Phi đẹp không tì vết, cực nóng bỏng đang gây sốt thật sự là ai? Mới đây, những hình ảnh nóng bỏng của Hamamas Montia, hoa hậu Malaika Gana nhận được sự chú ý lớn trên cộng đồng mạng. Không ít khán giả trầm trồ trước vẻ đẹp của cô gái châu Phi với làn da nâu, mái tóc đen bồng bềnh cùng sự tự tin hòa mình vào núi rừng. Hamamas Montia sinh năm 1988, cô đến từ Bonga-Tanga, đất nước Gana thuộc châu Phi, được nuôi dạy bởi một gia đình có truyền thống kinh doanh bơ xia. Hamamas bắt đầu với vai trò là người mẫu và sau đó trở thành hoa hậu Malaika Gana năm 2006 và từng tham gia hoa hậu Hoàn Vũ Châu Phi năm 2007. Sau cuộc thi, Hamamas kết hôn và sinh con. Cô có hai cô con gái xinh xắn, nhưng không may, cuộc hôn nhân lại không đẹp như Hamamas mong đợi. Cô ly hôn chồng rồi cùng hai con trở về ngôi làng của mình bởi chi phí sống ở thành phố quá đắt đỏ. Sau khi hòa mình vào cuộc sống ở nơi đây và chấp nhận mình là một trong số họ, Hamamas cảm thấy mọi thứ dần tốt lên. Vinh quang có được ở tuổi 18 khiến Hamamas nhận thức được rằng mình có thể đạt được bất kỳ điều gì mình muốn và là bước đệm đầu tiên để cô trở thành đại sứ châu Phi toàn cầu như cô được mọi người vinh danh như ngày hôm nay. Cô luôn tự hào về gốc gác ngoại hình của mình và luôn muốn giới thiệu văn hóa đẹp của đất nước mình đến mọi người trên thế giới. Sử dụng danh tiếng đã có vào mạng xã hội, Hamamas đã chụp và đăng tải những bức ảnh, video của cô cũng như cuộc sống của người dân trong ngôi làng nhỏ. Ngôi làng có truyền thống làm bơ xia và một trong những lần đăng tải đoạn video ghi lại hình ảnh Hamamas cùng dân làng sản xuất bơ, video lại được lan truyền đến chóng mặt, đến mức mọi người bắt đầu đặt mua bơ xia của cô. Dần dần thương hiệu bơ xia của cô và gia đình được nhiều người biết đến hơn, thậm chí đã có mặt trên thị trường thế giới. Sau này cô còn mở được Hamamas African Village and Spa, nơi mọi người có thể đến thư giãn làm đẹp với những sản phẩm làm đẹp từ tự nhiên có xuất xứ châu Phi. Hamamas cho biết dù thành công như ngày hôm nay, trở thành một người truyền cảm hứng, nhiều lượt theo dõi trên mạng xã hội, nhưng mọi thứ không hề dễ dàng, mà đó là một quá trình rất dài, đòi hỏi sự nỗ lực và cố gắng của cô, đặc biệt khi cô lại là một người mẹ đơn thân có hai cô con gái. Nhưng dù vậy, Hamamas rất hạnh phúc với quyết định làm mẹ đơn thân của mình. Cô nói, tôi từng sợ phải làm mẹ đơn thân, nhưng giờ tôi ước mình đã làm điều đó sớm hơn. Có thể nói rằng cô là nguồn cảm hứng của rất nhiều người mẹ đơn thân trên thế giới này. Trong một cuộc phỏng vấn, Hamamas chia sẻ, đó là một chặng đường khó khăn và gian khổ. Dĩ nhiên là có cả nước mắt, nhưng điều duy nhất mà tôi không bao giờ làm, đó là từ bỏ và không tin vào ước mơ của mình. Thậm chí dù cho bị lợi dụng hay lừa dối, bạn vẫn luôn có giá trị. Sau nhiều năm phấn đấu, giờ đây Hamamas đã có một cuộc sống mà cô hằng mơ ước. Trang Instagram cá nhân của Hamamas có hơn 1 triệu lượt theo dõi. Trang YouTube có hơn 300.000 lượt đăng ký, là nơi cô chia sẻ rất nhiều hình ảnh đẹp của cô và hai con cùng cuộc sống của người dân ở làng cô.